Kính thưa quý vị, bắt đầu bằng một bản tin đến từ Việt Nam cho biết là Trung Quốc đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập thành phố Tam Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các hành động của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà còn đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những hoạt động của Trung Quốc cũng không có lợi cho tiến trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của Biển Đông và khu vực. Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp Đại sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để nêu lên về vấn đề này. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, phóng viên CNN được đi tháp tùng chiếc máy bay do thám hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ, đó là PSA Poisson, bay trên bầu trời quần đảo Trường Sa trong Biển Đông. Loại máy bay này rất hiện đại, do thám nhìn được hết tất cả những xứ mặt đất mà thậm chí nhìn được thấy tàu ngầm ở dưới luôn à. và khi bay qua quần đảo hoàng sa, ở trường sa thưa quý vị trên độ cao là 16.500 phút thì họ thấy những cái gì? Đây là theo báo cáo của CNN cho biết trong những cái trên những cái gọi là đảo nhân tạo này thì họ thấy có những cái gọi là uh, đồn lính, có những tòa nhà cao 5 tầng, có hệ thống radar rất lớn có cả nhà máy phát điện có cả đường băng đủ cho máy bay lớn đáp xuống đó là theo mô tả của phóng viên CNN đi trên máy bay này và được các binh sĩ Mỹ cho biết trong lúc họ bay qua thì phía bên dưới Trung Quốc phát lên cái loa này ờ, đi đi ra khỏi ngay lập tức leave immediately tránh ra và tránh tất cả những gì hiểu lầm nguyên văn là nói leave immediately and keep out to avoid any misunderstanding các binh sĩ Mỹ trả lời lại rằng oh, no, no 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 chúng tôi có quyền đi trong đây Đây là vùng hải phận quốc tế, bầu trời quốc tế Chúng tôi có hoàn toàn quyền, có quyền đi trong đây Đáp lại như thế và vẫn tiếp tục bay Thì họ bay qua các cái đảo nào bốn cái đảo tất cả, đảo nhân tạo, đảo Subi nè Đảo Ferry Cross nè, đảo Johnson Reef nè và Mischief Đã. Thì họ nói rằng là riêng ở cái đảo Subi không đó Máy bay thấy là có tới 86 chiếc tàu của Trung Quốc nằm ở đó trong đó cả những tàu của tuần duyên luôn rồi cái là neo ở trong cái cao rất là lớn. Còn ở, ở đảo Fury Cross là, tức là chữ thập đá chữ thập đó, họ thấy có những hang gà lớn để máy bay, hang gà là cái nhà chứa máy bay. Thì chúng ta cũng biết là trong thời gian qua mà Trung Quốc uh, tuyên bố chủ quyền gần 90% biển Đông và Mỹ thì hoàn toàn phản đối chuyện này. Nhưng Mỹ lâu lâu chỉ cho máy bay bay ở trên hay là cho tàu đi vô gần vùng 12 hải lý gọi là khẳng định uh, quyền đi lại quốc tế quyền hàng hải quốc tế chứ không làm gì cả và trung quốc từ 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 chúng tôi xây xây riết lên bây giờ tôi sắp tới là tôi sẽ có một cái gọi là căn cứ lớn ở trên trường sa